Kính chào quý vị và các bạn, xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày. Khoảng ngày 11 tháng 2, miền Bắc mưa giảm, trời hửng nắng, hiện tượng nồm ẩm giảm dần. Đến ngày 13 tháng 2, khi đón đợt gió mùa Đông Bắc, nồm ẩm sẽ chấm dứt. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu, với đới gió Đông Nam đưa ẩm từ biển vào, trong một tuần này ở các tỉnh miền Bắc liên tục xuất hiện những cơn mưa nhỏ, mưa phùn và hiện tượng sương mù trộn lẫn. Độ ẩm trong không khí thường xuyên ở mức trên 85%, gây ra hiện tượng nồm ẩm khó chịu ở miền Bắc. Dự báo trong hôm nay đến hết ngày mai, các tỉnh miền Bắc tiếp tục xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, hiện tượng nồm ẩm sẽ vẫn còn. Đến khoảng ngày 11 tháng 2, miền Bắc mưa giảm, trời hửng nắng, hiện tượng nồm ẩm cũng giảm dần. Bên cạnh đó, ngày 13 tháng 2, khả năng có một đợt gió mùa Đông Bắc ảnh hưởng xuống nước ta. Khối khí khô của không khí lạnh sẽ thay thế gió ẩm, khi đó hiện tượng nồm ẩm sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, theo ông Hưởng, đây chỉ là chấm dứt của đợt nồm ẩm hiện tại. Còn khoảng thời gian từ nay đến tháng 4, các tỉnh miền Bắc sẽ còn duy trì nhiều ngày nồm ẩm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong nửa đầu tháng 2, không khí lạnh hoạt động có cường độ yếu và lệch ra phía đông. Do đó, tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Nghệ An có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, tập trung vào thời điểm đêm và sáng. Trong khoảng nửa cuối tháng 2, không khí lạnh có cường độ mạnh hơn và có khả năng rét đậm, rét hại còn xuất hiện ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ. Ngoài ra, tại khu vực phía Nam, rãnh áp thấp xích đạo vẫn tiếp tục có khả năng hoạt động và gây mưa trái mùa cho các tỉnh phía Nam.